luôn. Chở bao bì, chở bao bì về. Tháo cái thùng ra, tháo cái mọt ra đi. Trời cũng nắng đó, cả nhà. À, lúc này là 1 giờ trưa. 1 giờ trưa giữa đồng ruộng nè. Ông lấy đang thui luôn rồi thôi. Có ông tài xế bắt bài này trắng nè. Không được, được. Dướng này nè. Dướng cái cây này nè, nè. Cây này gãy lại rồi, không chạm được. Tháo mọt hả? Làm giờ sẽ sạn câu ra. Bánh xe kẹt rồi cả nhà ơi. Kẹt nó không chạy được. Thank you.
tiếp tục mưa ơi, nên mới cài bị lúng. Cố lên ông Năm ơi, vô. Nghe lại ông Năm đã vượt qua trước ngày giật đã vượt lên chính mình, cuối cùng cũng thành công. Trời mạnh quá. Chắc bà bì trở về. Đóng ở đây. Cái lần sau đó. Đó, cái bự đó, nó khiến lên luôn. Rồi xe đã chắc xong, chạy ra cả nhà ơi. Ông Năm giỏi quá, quẹo quẹo kho 4.000 mới cài, kho 4.000 chưa đánh lái được.
dữ không? Chiếc này chiếc nhỏ hơn. Wow. Yeah, vô. Đó. Vô.